thâu người yêu dấu. Từ ngày đầu tiên dịu dàng em nói bao lời đắm say, phút giây nào anh mãi mong chờ. Em cho anh mộng mơ vương vấn bao ngày, nhìn vào đôi mắt long lanh. Em cho anh ngủ quên đi những ưu phiền, bằng tình yêu em dành cho anh. Này người yêu dấu, em đã cho anh niềm khát cao, em đã cho anh nhiều ước Chúa. Anh chị có thấy hôm nay có xứng đáng là nhận các bí tích gia nhập Kitô giáo không?
Thánh chị đã làm chứng cho những người này chịu phép rửa tội. Và thêm sức, anh chị có sẵn sàng dùng lời nói và gương sáng để tiếp tục giúp đỡ hai người này phục vụ Đức Kitô không? Lạy Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa thay cho tôi, ta Chúa đây đã đi tìm Thiên Chúa và đã được Chúa kêu mời bằng nhiều cân. Hôm nay trên mặt hồi văn, những người chị em này đã đáp lại Thiên Chúa rồi. Bây giờ đây xin Chúa đôi thương ban cho những người chị em này được hân hoan thay Chúa hoàn tập ý đến yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta cùng nhau nghe tin mừng Đức Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu tiến lại với các môn đệ rằng: Mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giảng dạy họ tu giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người chị em thân yêu của chúng ta đang xin là nhận các bí tích của Chúa Kitô. Và cũng cầu xin cho tất cả chúng ta là những người yêu, những người tôi đòi để khi tiến đến gần Chúa Kitô với tâm hồn tin tưởng và thân ngôi, chúng ta đều luôn luôn tin bước trong đời sống mới. Sau đó chúng ta đáp lại xin Chúa thầm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đôi thương khơi lại và đốt lên trong tất cả chúng ta tâm tình thân ngôi chân thật. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta là những kẻ đang nhờ bí tích đưa tôi mà chết cho tôi thôi, và được Chúa Kitô cứu con, được trở nên nhân chứng cho ân thánh của người trong cuộc sống. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi thơ của Chúa đây là những người tin tưởng vào tình thương của Chúa và có lòng không hối được sẵn sàng ra đón Chúa Kitô đấng cứu thế. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những kẻ theo Đức Kitô đang xóa tội trần gian, không lấy nhiệm tội lỗi và thoát khỏi áp lực thế gian. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi giờ Chúa đây được Chúa Thánh Thần thánh tay và nhờ người chăm sóc được hướng tới sự thánh thiên bé toàn. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi giờ của Chúa đây nhờ bí tích đưa tôi được mai ta với Chúa Kitô, được chết cho tội lỗi và lưu sống cho Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người này khi tiến đến cùng Đức Chúa Cha được mang lại nhiều hoa trái thân thiện và bác ái. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin cho toàn thể thế giới sau khi đã được Chúa Cha trao phó công yêu quý của người làm đấng cứu chúa, biết tin tưởng vào tình yêu thương của người và biết trở về với tình yêu ấy. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai con một Chúa đến giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi và cho sống trong tự do của con gái Chúa. Chúng con khiêm tốn lại xin Chúa cho những tôi thơ Chúa đây khi đã nghiệm thấy những quyến rũ của trần gian và mưu mô ma quỷ cám dỗ, biết nhận mình là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa, nhờ cuộc khổ nạn và cuộc sinh của con Chúa. Xin Chúa cứu những người chị em này khỏi quyền lực tối tăm và xin luôn nhìn như tôi thơ của Chúa trên đường đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa Kitô cứu thế ban sức mạnh của người cho anh chị em người hàng sống và hiển tri muôn người. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy lại xin Thiên Chúa Cha toàn năng đến tôi tớ của Chúa là hai người chị em này đang xin lãnh nhận bí tích của tôi. Chính người đã kêu gọi và dẫn đưa tới giờ này, xin người ban cho ánh sáng và sức mạnh để những người chị em này nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và thiêng sư đức tin của Hội Thánh. Cũng xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới
những người chị em này, Chúa Thánh Thần là đấng mà chúng ta sẽ thành khẩn lại xin xuống trên nước này. Vì vậy chúng ta cùng nhau, cùng với hai người chị em này, chúng ta tuyên xưng đức tin. Để sống trong tự do của con gái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Từ bỏ. Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Từ tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta xin bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác loài người sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Thưa tin. Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã tái sinh hai chị em bởi nước và Chúa Thánh Thần và đã giải thoát các chị khỏi tội lỗi. Chính người sẽ sức dầu cứu độ cho chị, để sau khi nhập đoàn với dân người, các chị mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế cho đến cõi sống muôn đời. Amen. Chúa Kitô, và các con hãy nhận lấy chiếc áo trắng này và hãy mang lấy nó và giữ nó một cách tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trở nên ánh sáng Chúa Kitô, vậy hãy luôn luôn sống như con cái của sự sáng để được bền vững trong đức tin, và khi Chúa Kitô người đến, các con được xứng đáng ra nên đón người với toàn thể cao thanh trên trời. Amen. Giờ này chúng ta cùng nhau hướng về bàn thờ chính để chúng ta bước vào cầu xin Chúa Thánh Thần ban xuống, rủ xuống trên những người chị em trong ngày hôm nay. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thông biết hồn con, ban xuống cho con. Xin trong Chúa Kitô và được chuyển nên chi thể và thành phần tư tế của người,
Giờ đây các con còn cảm nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các công đồ vào ngày lễ ngũ tuần, và chính các công đồ, các đấng kế vị lại ban cho những người đã được rửa tội. Vậy các con cũng đã nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó mà khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, các con làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đối thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên người chị em này, để Chúa Thánh Thần dùng ấn huệ dồi dào của người làm cho những người tâm thần này nên vững mạnh và sức dầu, để những người chị em này nên giống Chúa Kitô, con của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Chúa là ta xin tôi thơ của Chúa đây bởi nước và Chúa Thánh Thần. Xin dạy cho tôi thơ của Chúa khỏi tội lỗi. Thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần đã đang ngồi lên trên người này. Xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và can đảm, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho người chị em này ơn kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Chúa là ta xin tôi thơ của Chúa đây bởi nước và Chúa Thánh Thần. Xin nhờ con tôi thơ của Chúa khỏi tội lỗi. Thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần đã đang ngồi lên trên người chị em này. Xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và can đảm, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho người chị em này ơn kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôi nghĩ rằng là bí thích được rồi và bí thích thêm xích là bí thích mà từ ban đầu tôi nói là bí thích gia nhập đạo, nhưng mà bí thích thêm xích là bí thích mà Chúa Thần người xuống trên những người chị em chúng ta hôm nay, là bí thích mà Chúa mời gọi chúng ta để sống trong sự soi sáng của Chúa Thần và sống trong sự đạo đức thánh thiện, và hãy cố gắng làm chứng cho Chúa ở trong cái môi trường mình sống. Có nhiều người đi giảng đạo bằng cách là đơn giản, nhưng mà với những chị em sống trong đời sống gia đình, trong cái môi trường làm ăn buôn bán của mình, thì hãy dùng cái đời sống của mình, gương làm của mình, việc thiện của mình để làm chứng cho Chúa. Bởi vì chúng ta không thể nói với Chúa cho người khác bằng cái cách mà chúng ta lý giải, hay là chúng ta có thể dẫn dắt cho người khác bằng cái điều mà chúng ta có thể hiểu biết, thì chúng ta hãy dùng chính đời sống của mình, tốt đẹp của mình. Và giờ đây chúng ta cùng nhau trong hai người chị em chúng ta cho Đức Maria, và chúng ta xin Đức Maria, những người đồng hành với Chúa Jesus Kitô, xin Đức Mẹ gìn giữ hai người chị em của chúng ta. Và nghi thức đến đây có thể nói là đã xong, và sau đó chúng ta sẽ bước vào cái nghi thức thánh lễ sau này. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em. Amen. Giờ xin mời mọi người chúng ta hướng về bàn thờ của Đức Mẹ để mà cầu xin Mẹ Maria cho những người chị em của chúng ta. Con trai bước theo mẹ, lòng con biết nói thương mẹ, xin mẹ con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, thương đi trong ngàn gian khó, thương đi trong gian đầy đó, xin mẹ con hai tiếng xin vâng. Hả? Như là không hả? Vì lớp chơi thơ rồi thì là phải chờ đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Công giáo thì khi bước vào nhà thờ rồi thì là Chúa chứng nhận cho cái hôn nhân của mình, và chính mình nói ra cái tự do yêu đương của mình, và sau đó thì không có gì từ chối nữa, và bắt đầu
chấp nhận nhau và lo lắng cho nhau, kể như là người ta bảo là kể như hai thành một. À, thật đấy nên là một suy nghĩ hết chưa? Dạ, dạ. Chắc chắn ạ. Thế nên quyết định rồi, dạ. Không có nhận, không tiếc nuối, không gì hết. Không hề tiếc nuối. Ok, dạ. Giờ sẽ, giờ chúng ta cùng nhau đón nhận những chúc lành. Và xin Chúa chúc lành cho cái công việc mà sắp tới anh em phải nói trước mặt cộng đồng và trước mặt dân Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha trọn lòng thiên số, xin Chúa thương đón nhận hai cặp hôn nhân mà ngày hôm nay chúng con dâng lễ để cầu nguyện cho họ, và họ sẽ đứng trước mặt giáo hội, trước mặt của cộng đoàn, trước mặt của dân Chúa và nói lên cái tiếng nói tự do yêu thương của mình. Xin Chúa giám và xin Chúa chúc lành cho đôi hôn nhân ngày hôm nay. Chúng con cầu xin Đức Chúa Kitô cho chúng con. Amen. Chẳng có gì